cho dù mấy em coi trên mạng mấy em nấu cũng không có giống của chị được đâu. Bí quyết mà có nhiều người lại hả đòi học cái món này không, đưa chị mấy chục triệu chị cũng không dạy, tại vì đó là cái nghề của mình mà cứ không có dạy được. Có nhiều người lại hỏi chị sao bán thấy đơn giản, chị nói trời đơn giản mà làm rất là cực, cực lắm mấy em, là chị làm cả ngày mọi thứ một chút chút nó rất là kỳ công, nhưng mà chị làm như vậy thì mất cũng hết một ngày, nhưng mà mỗi thứ chị đều cũng như làm cho kỹ, ở khách hàng của chị lúc nào ăn đi kèm nó ngon, thấy nó đơn giản nhưng mà làm thì cực. Mẹ mặc dù là thấy cái giống như thiên nhiên mình nó rất là ngon. Chị Đinh Thúy à, chị đi bán chè xin sao lộ bánh lọt ở chợ Phùng Hưng hay là chợ Thủ Đô gì cũng là nó. À, cái này là của bà mợ của chị học, tại chị thấy món này nó ăn ngon, chị cũng thích ăn nữa truyền thống mà. Đó, sau này thì chị chế thêm hột lụ có củ năng nè, xăng xin xa vô thì xin xa chị ăn xong lụ bánh lọt thì nó ngon hơn. À, thì món này là có đậu xanh nè, hột lụ nè, xin xa nè, bánh lọt. Mà bánh lọt thì mấy này món nhỉ nhà chị làm đó. Bánh lọt mà nấu với nước lá dứa, 100% là nước lá dứa với lại bột gạo, thì có bột năng nó có độ dai. Thì mình làm hết cực không chị ha? Cực, trời ơi, làm là phải cực rồi chứ. Hai vợ chồng chị làm á, một người làm nổi đâu. Xã chị phải cắt củ năng ra nhỏ nhỏ, xong cái để tới mai sáng á mình mới làm bột này kia mình mới nấu. Còn giống như lá dứa em mua về cũng phải cắt nhỏ rồi mới xay, gạo cũng phải ngâm, về chiều thì mình phải nấu nước đường phải lượt, đậu xanh thì sáng mới nấu, xiên xa cho câu rồi là phải tối phải làm, nói chung là phải làm vậy. Vừa thì thường mấy em thấy qua chợ giờ nó có máy ép, nhưng mà chị là chị mua máy về nhà, tại mình làm thì sạch sẽ, với lại nó không có bị tiêu, thì chị bán nó vừa tươi mà, cho nên hả mình phải rửa máy rồi cho vệ sinh thiệt là kỹ, máy đường thì phải nấu, nấu xong mình phải lượt lại cho trong đường nó có tính. Làm vậy củ năng mà em cắt bằng máy còn chết nữa, tại vì nhiều khi em thấy bên ngoài nó đẹp, nó trắng đẹp, chứ bên trong nó cuốn, nó không đen không gì mà nó hư, bởi mơ mình phải cắt bằng tay mình cảm giác được. Đậu xanh của chị là nấu về chứ chị không có bỏ vô máy sinh tố xay luôn. Máy sinh tố tưởng có nhiều người thì tưởng chị bỏ vô máy sinh tố xay nấu cho nó nhiều vậy. Cho dù mấy em coi trên mạng mấy em nấu cũng không có giống của chị được đâu. Bí quyết mà có nhiều người lại hả đòi học cái món này không, đưa chị mấy chục triệu cũng mới dạy, tại vì đó là cái nghề của mình. Chị đang bán bịch này là 15.000, à đà tại anh mua 15.000 có người mua 20, còn giống như cái ly này chị bán là có 12.000 thôi. Có đầy đủ? Đúng rồi, đầy đủ hết, đậu xanh, xin xa, hột lựu, bánh lọt luôn. Cỡ tụi em cũng thích, mà cỡ lớn hơn cũng thích, tại vì hình như món này giờ cũng ít người bán. Ít người bán, qua tới đời của chị thì là hiếm rồi. Thì hết lớn rồi. Nhiều khi người ta đi lên đây có công việc, nhưng mà từ ngay chỗ có công việc vòng ở đây cũng xa lắm, người ta cũng vòng rồi, người ta đậu xe qua đi bộ vô mua gần 30-40 bịch dễ đem về, mà phải ướp đá rồi đem về ăn. Thì có mấy khách chị ở Long An mà về ở, nói chung ở rất là xa, người ta cũng lợi vô lần 10-20 bịch. Nhiều nhất là chị đó là chị bán người ăn nhiều nhất là không có nhiều. 2 ly mà 1 ly này 25.000, 2 ly 50.000, khách chị ăn hoài gì bé đó giống bé này gọi là ăn 2 ly 50.000. Hả nhiều khi khách sẽ lợi giống như các em vậy đó, lợi nó kêu múc nhiều nhiều hột lựu thì nó ăn ly 40. Để mua về 10 ly gì đó. Thì chị cũng có nhiều khách vậy. Mà cái xe cái gì nó đúng là vẫn cũng bỏ mài chứ em đó mày mũ mấy vậy là cái của anh vậy là mày cũng xanh nữa. Đi đến là cũng sắm bán ở đây cũng hơn 40 mấy năm rồi, mà cũng là ăn cho khách đông đụng thôi, giá cả cũng bình dân, hai vợ chồng bán thôi à. Con cái cũng đi làm, nó còn hoàn hắn rồi 3 giờ tới 10 giờ nghỉ rồi,
3 giờ trưa tới 10 giờ nghỉ rồi. Giấy 125 có cái điều. Quận 4, quận 11. Dạ, giá chiều nữa. Hồi đó ba tôi cũng bán kẹ à. Rồi đó, ba chuyện cho con cũng bình thường thôi, không có gì hết, chè cũng vậy đó mà, cũng không có gì đâu, không ngọt gì không, cũng ngọt thanh thanh gì đó à, Mỹ đâu đều mình cát trắng mà. Bỏ mỡ bạc quả, hột gà già, đậu đỏ, đậu xanh với đậu đủ tiền à, chanh muối lượng, giảng dục có mấy món rồi à, cũng hồi đó đẹp rẻ lắm, có 2-3 ngàn à, tùy với có mười mấy ngàn thôi à. Cũng luôn nấu chân lâu lắm rồi, chân phải 2 tiếng mới được á, thầm á đủ đủ vừa chín thôi, không á vừa sống đủ đủ vừa phải chính là mới hầm cũng khó, 20 ăn đúng mới ngon, lạnh cũng ngon, ăn đúng. Cũng chuyển viên vậy thôi, cũng mới thay đổi gì hết, cũng mấy món thì bán hồi đậm anh bán món mấy món này rồi. Ta hồi trước vợ đám cưới bây giờ làm cũng đổi ngoại rồi, bây giờ tuổi này là lớn tuổi rồi, muốn làm từ từ thôi, làm qua ngày thôi chứ ở nhà cũng buồn lắm. Thập cẩm này trời nóng nó ăn nó rất là giải nhiệt, dễ ăn, mình khi khách nó ăn xong nó mua, thường thường mua về là lấy bạch không, lấy lần một khi 50 bạch cũng có, thường thường là lấy 20 bạch 30 bạch là nhiều lắm. Thập cẩm là ăn nhiều. Một ly thập cẩm thì có tất cả những thứ ở trong đây là mũ gòn, cọc é, trong nhãn, thật dừa thơm, dừa nước với lại củ năng, thịt linh phương sáu mình. Ngày là hồi đó chọn qua chọn lại cứ tạo món có khách lại ăn hoài rồi mình cứ bán hoài. Bán xương sáu với hột é mũ gòn. Bán hai thứ đó. Cứ từ từ mình tạo ra mình bán. Trước hồi xưa là ông đẩy xe, đẩy xe giờ qua tới đây gần 10 năm rồi. Làm cũng nhiều thứ lắm, chỉ có món cái thạch dừa lấy của một công ty thôi. Thạch dừa tại mấy đứa học sinh nó hay đòi ăn thạch dừa hoài, hồi xưa là có bán có hai cái thứ này thôi. Giá tiền là một phần bình dân là 20 ngàn, đồng giá tất cả 20 ngàn. Có một phần này giống là một phần này không là 10 ngàn à. Thập cẩm là ăn nhiều nhất. Một ly thập cẩm thì có tất cả những thứ ở trong đây là mũ gòn, cọc é, gông nhãn, thạch dừa thơm, dừa nước với lại củ năng, thục linh xương sáu mình. Về thạch dừa tại mấy đứa học sinh nó hay đòi ăn thạch dừa hoài. Có nấu mấy cái đồ này chung với đường, mình để riêng ra mình nấu xong cái đường mình tự mình nấu cái đường riêng ra mình bỏ vô, chứ không có nấu chung với cái đường theo cái yêu cầu khách, lượng đường ăn ít ngọt hay là ngọt vậy đó. Cũng vất vả chứ. Ngâm ra ví dụ mấy cái gông biển mình ngâm ra nè, ngâm xong mình ướp đá đủ thứ hết, ngâm nó mới nở, cái gông nó có chút xíu à, gông nó nhỏ xíu à, ngâm rửa nó mặn lắm, nó biển lên nó mặn, không quen làm cả ngày luôn, chưa xong một lọt. Ướp cho nó giòn lại rồi mình mới bán được, chứ không có bỏ mấy cái chất gì đó. Củ năng phải rửa mình nấu, người ta sắt cho mình xong rồi mình đem về mình tự mình rửa sạch mình nấu. Thập cẩm này trời nấu nó ăn nó rất là giải nhiệt, dễ ăn, mình khi khách nó ăn xong nó mua, thường thường mua về là lấy bạch không à, lấy ly nó khó, nó không có gọn bằng nó rồi.
lấy lần năm kia nó 50 bịch cũng có, cũng tùy. Thường thường là lấy 20 bịch, 30 bịch là nhiều nhất. Ăn từ nhỏ tới bé luôn. Ăn từ nhỏ tới tiền lập gia đình luôn. Ăn tới lại ăn, dắt con lại ăn luôn. Thì mình sắn miếng cái giấy vừa vừa vậy bằng tay vậy đó, cái mình ấp lên để nước dừa lên. Thì khác là có cây nước dừa, có sầu riêng, vị ngọt, béo, thơm, thơm có sầu riêng. Ở nhà thì một thao hoặc là hai thao. Một thao thì làm khoảng 100 tấn, 100 cái tấn. Rồi đi đâu vòng vòng người ta cũng có giá ủng hộ. Thì xưa thì mấy chồng bán, rồi giờ mấy chồng lớn tuổi thì để mình bán. Campuchia qua đây á, rồi ta đi bán rồi cái ta dạy mình nghề là chỉ mình nấu. Thì khác là có cây dế với nước dừa, có sầu riêng, nước dừa có sầu riêng. Dế là nghề thì một thao hoặc là hai thao. Một thao thì làm khoảng 100 tấn, 100 cái tấn đường bột. Tính nó nguyên thôi chứ không, mình không có để màu. Thay vì người ta làm cây giá, người ta làm bằng tuyến gà, thằng này làm bằng tuyến vịt. Cái tuyến vịt đó, nó đỏ hơn tuyến gà, nó vàng, cái màu đậm hơn. Còn cái tuyến gà thì cái màu nó lợt hơn, màu nó không được đẹp. Nó tiên cứ tự tội với bánh lăng luôn. À đúng rồi, mình đánh lên xong rồi mình hấp tới mấy tiếng đồng hồ lận á, 2-3 tiếng đồng hồ lận nó mới chín thao này. Nếp nhỏng sôi thì nó ngon hơn, nó trắng mà nó dẻo, mềm. Thao sôi thì nó không có khác gì hết, mình chỉ hấp thơ trắng rồi để cây dế với nước dừa lên thôi. Nước dừa có sầu riêng, lúc nào cũng để sôi nóng hết. Khách vô thì bán hết cái này để cái khác. Chè 30, sôi cũng 30. Chè thì gồm có đậu đỏ, đậu xanh, cương sa, cây dế. Đậu đỏ này ngâm rồi mình nấu xong rồi đãi. Để xong rồi nấu lại với đường. Nói chung là nấu cái này hơi cực, mình hầm lâu lắm, làm tới mấy lửa rồi mới đem ra bán nó mới ngon. Còn mình nấu rồi mình đem ra bán liền thì nó ngon. Làm ngày nào bán ngày đó. Đậu nấu lần 10 kg. Sáng 7 giờ, 7 giờ là chị bắt đầu nấu. Nấu xong tới 11 giờ, 7 giờ làm tới 11 giờ là xong, xong phần chè. Rồi nghỉ trưa, 12 giờ dọn ra bán. Mình cũng vui, khi mình bán lâu năm mà có nhiều người khách ăn mấy chục năm, người ta còn quay trở lại, người ta nhớ mình. Nhiều khách lắm, ăn hả, người ta đi nước ngoài mấy chục năm rồi, cái lâu lâu người ta về, người ta ghé, người ta ăn ủng hộ. Đa số là bán khách quen. Khách quen ăn từ xưa tới giờ. Từ xưa bán thì không có đăng bản hiệu lên, chỉ có khách quen rồi lại ghé ăn thôi. Ăn qua một vài nhà, những cái người ta ngưng ít bữa, cái ta thèm ăn, ta quay lại ta ăn nữa. Bây giờ người ta đi nước ngoài á, lâu lâu về Việt Nam người ta vẫn ghé, ta bảo là lâu quá không ăn thèm, về mà đây cái vị, hương vị vẫn như ngày xưa. Mà đây thì nguyên liệu từ me, dừa, bột. Còn đậu phộng thì về đậu phộng thì từ đậu phộng ra, nấu từ đậu phộng.
Sữa mài đen thì nó không có bột, nó chỉ lỏng luôn, giống như sữa đậu nành á. Còn chè thì nó phải sệt lại. Hay là có những người mà bây giờ người ta đi nước ngoài á, lâu lâu về Việt Nam người ta vẫn ghé, ta bảo là lâu quá không ăn thèm, thèm ở đây, người ta bảo là cũng giống như ngày xưa, hương vị vẫn như ngày xưa, mình cố gắng mình nấu người ta ăn ngon thì người ta sẽ tới hoài. Có nhiều người ở quận 2, quận 7 rồi lâu lâu người ta có dịp đi ngang đây thì người ta vẫn ghé mua. Quận cũng như tất cả như là nhiều lắm. Lâu lâu người ta có dịp về đây á, hay là ngày xưa người ta ở khu vực này á, mà bây giờ người ta lên Củ Chi, Hóc Môn vậy á, người ta vẫn lâu lâu người ta có đi ngang, người ta cũng ghé, người ta mua. Công đoạn nào nó cũng mất hết, ngồi rán rồi mình xay nó cũng lâu lắm. Ngoài tàu kia ngoài phá, ngoài đi kia bánh lọt á, mình làm hết luôn á, quậy tớp nha, nó chín luôn, nó chín xong rồi cho nó chiều á, chiều lâu lâu nha, chiều phải 2 tiếng nha, họ nghỉ 2 năm rồi đó, 1 năm rồi đó, cái ông kia lại á, nó ông nói trời ơi tụi bà chết rồi đó, đi quốc á, tụi bà chết rồi, bà nghỉ 2 năm, 1 năm rồi, tới tụi bà chết rồi, hỏi người ta hoài, người ta nói chưa lâu chưa chết. Nó thấy người qua bán á, nó mừng á, nó ôm má bà luôn á. Tại con trai không cho bán. Nó nói má già rồi, má trẻ phải nói đi má già rồi. Vậy nên dài phụ hết, thấy chị một chút mới ly, muốn gắn bán đi, bán vui. Thiệt ở nhà buồn lắm, thấy là đi bán là vui à, ở nhà không có vui. Bán cái này bán 26 năm rồi, 26, 28 năm rồi đó, 28, 116 tấm đất, nó bán 9 giờ nó ly rồi đó, có mình nó làm à, ngồi tàu kia hoài phá, ngồi đi kia bánh lọt á, có bà con chị á, làm đúng mua hoài phá về làm á, đúng nốt mà quậy luôn, quậy luôn làm cái Facebook á, vậy thôi á. Quậy tớp nha, nó chín luôn, nó chín xong rồi cho nó chiều á, chiều lâu lâu nha, chiều phải 2 tiếng nha, mới ngon lắm, bày thì sao ngon, được chưa, chiều mua một tuần có luôn, thì mua đâu có bán được đâu, hoài phá là vàng đó, đi đem đi nấu nó có nó vàng hè, nó không phải bỏ màu luôn đừng có ngon, màu xanh với màu trắng làm lắm chứ, cái này là làm à hoài phá mới vàng chứ, bỏ lượng mới ngon, rồi với bỏ miếng dầu chuối mới ngon. Một lát hơn đó, 5 ngàn, 10 ngàn, 5 ngàn. Khi người ta cũng mua 13 cũng có, mua 5 ly cũng có, 7 ly cũng có nhiều. Tùy theo người ta mắc tội mắc càng. Ở đây chín nhiều mấy ngôi ly giờ đi dùng bán cũng bán được,
12 giờ 1 giờ mới về tới nhà đó. 3 giờ sáng là thích dậy làm đó. Làm mà chiều tôi nó lâu lâu mới ngon. Chiều phải 2 tiếng mới ngon. Cực lắm á, trời ơi. Thì quậy tới cái tay hả, mỏi quậy cái bên này nữa. Không phải vậy kiếm tiền thôi em ơi. Nó đúng làm kêu mình làm cái gì đi, kệ đi. Cũng bán nó cũng lừa, nói vậy á. Mà đúng Apple cái tâm bán nó cũng được. Họ nghỉ 2 năm rồi đó, 1 năm rồi đó. Cái ông kia lại nó ôm ngựa nói trời ơi tụi bà chết rồi đó. Đi quốc á, tụi bà chết rồi. Bà nghỉ 2 năm, 1 năm rồi. Tới tưởng bà chết rồi, hỏi người ta hoài. Người ta nói chưa đâu, chưa chết. Nó thấy người ta bán á, nó mừng á, nó ôm bà luôn á. Hai con trai không cho bán. Nói má già rồi, má trẻ phải nói đi má già rồi. Vậy nên vài phụ hít, thấy chị một chút mới ly, chăm mà nó cho ngồi đây bán. Mừng thấy mẹ luôn á. Không đi cái cận chuộng nổi. Trời ơi, chút rồi em 1 năm rồi nhà hả, cái cận hả, không có đi được luôn á. Thấy sao đi, từ từ đi được rồi đó. Thủ gián bán đi, bán vui. Thiệt ở nhà muôn lắm, thấy là đi bán là vui à, ở nhà không có vui. Là coi như bao nhiêu năm mà vẫn không thay đổi. Dạ cảm ơn. Dạ hương vị này thôi. Dạ. Thì hiện tại là bây giờ là vẫn còn hên, là vẫn còn giữ được cái hương vị hồi xưa. Nói chung là vậy thôi, nói chung là truyền thống. Dạ cảm ơn. Lại cũng bình dân, thành ra là nói chung là được nhiều khách hay ủng hộ. Nhưng mà nhiều cái phần hơn trên mày nó đánh giá là khách rất là đặc biệt anh á. Hả? Có. Sao mày thay vậy ta? Chắc mình ngọt. Mình ngon, mình còn béo. Hiếu nha. Hôm nay mình 26 tuổi, mình độc thân vô tính, chưa có người yêu. Ừ. Các bạn nào làm ý là yêu mình không? Yêu mình ngọt lắm. Rồi, cảm ơn em. Thôi giỡn nha. Thôi, nó giờ đừng có đăng lên thiệt nghe chết luôn đó. Tên là chè cô điệp, tại vì mẹ là cái người đóng chính, giờ với lại coi như là thầy chính của mình luôn, thành ra là mình lấy tên mẹ đi cho nó dễ, cho mọi người biết, vậy thống nhất một tên một, cho nó dễ luôn. Nói chung là do gia đình nghề mình là xưa vậy rồi, xưa giờ bà mẹ với bà đã bán như thế, thì giờ mình theo nghề vậy thôi, theo cái giấc thôi, với lại tối là người ta ăn vặt mà, mấy hôm nay ăn vặt nữa, thành ra là nó dễ ăn hơn, dễ bán hơn buổi trưa. Với lại lúc mà mình học xong á, mình thấy cái nghề này là truyền thống cũng hay. Với lại giờ trẻ này là mấy nghề truyền thống này bắt đầu nó hiếm. Thì bây giờ mình thấy cũng hay, với lại cũng được, thành ra là mình theo nghề gia đình. À của anh thôi, anh bán được 8 năm. Bán 8 năm rồi. Dạ. Là đủ tuổi là ra bán luôn. Dạ nói chung là nghề truyền thống gia đình, với lại nói chung là mình thấy hay thôi. Có duyên với nghề thì mình làm thôi. Mình là có 6 món, bánh chuối bánh bò là 8, dạ, sao giò là 9 món, chủ nhật có thêm một món chè táo sòn là 10, là chè bà ba, dạ, đậu xanh bột bán nước dừa, dạ, cái này là đậu trắng, chè chuối chân, bánh chuối bánh bò, chè bắp khoai môn, dạ, xôi bò bên này, thì nói chung là tất cả là do nhà nấu hết, chỉ có cái này là bánh bò này là lấy thôi, tại vì cũng ngon, làm lấy ngoài thôi, còn tất cả là do nhà hết, có 3 người làm á, mình ông cậu đó với lại mẹ trong nhà 3 người làm, mẹ là người nấu chính, dạ, mình là phụ bếp. Mình nấu được mấy món cơ bản rồi, còn nấu thì dám chưa dám cho nấu đúng chính, giờ mình còn ham chơi chưa tập trung hết chuyên môn mình ra là chưa dám cho nấu hết. Dạ, hiện tại bây giờ chè một chén là 12.000 đồng giá,
bịch cũng vậy đem về đồng giá hết 12.000. 10.000 là 4 năm, là năm nay là mới được đầu năm rồi là mới lên 12. Vì đồ này nó lên nhiều quá nên là mình phải lên tí. Hy vọng là không lên trong thời gian tới. Thứ nhất là do cái tính của mình là mình thấy cho người ta chờ khó chịu lắm. Mình ghét người ta chờ mình, thành ra là phải giải quyết cho nhanh để mà đợt người khác khách sâu. À, thành ra nhiều khi là nóng nảy hay là gì đó thì đừng có giận. Đó. Hồi đầu thì nó rất là rối, với lại nó bây giờ nóng nảy nữa đó, thành ra là nhiều khi cũng lỗi. Ừ, giờ sau là riết là quen rồi. À, tại vì nói chung là mình thấy chậm quá mình khó chịu luôn. Nói chuyện nó vui. Ở nhà là mẹ cũng kể là hồi xưa là nhiều khách họ ăn từ lúc mà họ dắt con ra nhỏ xíu, mà bây giờ con của người đó dắt thêm, nói chung là dắt cháu cái gì này gọi ra luôn. Nói chung là mình được giao tiếp với nhiều người vui, với lại mình nghe mấy cái chuyện xưa xưa nó hay. Chứ bây giờ mình ngồi bán quán là mình vô sạp này nọ kia, khách thì ngồi ghế bàn bình thường, mình không có không gian để mà mình nói chuyện với khách. Đấy, thì vẫn thích cái kiểu ngoài đường vậy hơn, lại đường vậy hơn. Nó vậy nhưng mà nó vui, truyền thống như xưa. Và đặc biệt nhất là có quán có món chè Campuchia là bánh và bánh trứng sợi. Cương, nói chung chị học dở quá, chị phải đi bán chè. Mình đi bán á, phải cưng phải mặc ra đồ cho nó chất phát một chút. Mình là một người nông dân cực cường, chăm lo chăm chỉ buôn bán, không được cái nghe nhí nhặn. Còn cái hủ tiếu xoài là chị cũng tự suy nghĩ ra, mà
tại vì chị đi ăn qua bên Hồng Kông và chị dựa vô cái ý nghĩ, cái ý tưởng của Hồng Kông và ăn bên đó đó, giờ chị về chị tìm tòi chị làm lại cái món hủ tiếu xoài ở bên Việt Nam. Cái hình dáng thì làm cái sợi hủ tiếu là làm từ cốt dừa với sữa tươi với gelatin, ăn vô là có cái mùi béo, hơi béo béo thôi, không có béo nhiều, mùi của dừa ăn vô nó giòn giòn kết hợp với cái sốt xoài tươi á, nó ăn nó rất là fat. Ở bên Hồng Kông thì chị mình ăn thôi nhưng mình không biết cái nguyên liệu người ta làm bằng những cái gì, mình về mình làm thử qua thử lại thì ăn cũng gần giống, cái sốt xoài của nó cũng không phải xoài tươi nữa. Nhưng mà Việt Nam mình là đặc sản của là xoài với lại hành dừa, chị thêm vô ăn nó để cái vị nó thuần miệng hơn. Chị tự tin hơn là chị thấy nó ngon hơn, là cái cảm giác nó ăn nó giòn hơn, lại cái xoài nó tươi. Việt Nam mình xoài nó ngon hơn Hồng Kông. Hủ tiếu xoài tùy ngày, cuối tuần thì chị bán được nhiều hơn, là khoảng 50-100% gì đó, tùy thôi, tùy số lượng. Sợi dừa là chị không có để chất bảo quản nên là chị bán hết thì thôi, bán trong ngày thôi, bởi vì nhiều bạn tới trễ là họ không còn để ăn. Dư thì chị bỏ, vậy chị bỏ ngày sau chị làm lại, bởi vì mỗi ngày chị không có làm gì. Không có kén, thấy em bé là người lớn, xì tin người già chị cũng thích ăn, mấy cái cô mà lớn tuổi đó, 40-50 tuổi cô cũng thích ăn lắm, có thể qua mua. Mấy bạn học sinh sinh viên có mấy bạn ở bên Gò Vấp nè, Bình Thạnh nè, Thủ Đức, có một nhóm bạn là ở bên Long An ngồi chiếc xe buýt xuống ăn xong đi về nữa. Mình thấy vậy mình thấy vui lắm. Mấy bạn nói thôi chị ăn làm lẹ lẹ để em ăn, em đi về 9 giờ rồi chị. Em nói em ở đâu, em nói mấy bạn nói ở Long An chạy xuống ngồi xe buýt đón, không có chuyến xe buýt để về. Trời, nghe mấy bạn đó dễ thương. Ăn chè có hỏi rồi. Bữa nay chè vui quá không chú? Đúng rồi, chè cái đám bản chè có vui quá. Còn chú năm nay 71 tuổi, công việc làm cũng trôi chảy lắm, có một tay nhưng mà làm cũng quen. Có lúc chỗ cũng khó khăn nhưng cũng cố vượt qua cái khó khăn đó. Đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận 1. Tự ở nhà làm không á con? Hai cậu cháu làm thập cẩm đủ thứ đậu hết á, với là củ năng, cơm dừa. Cơm dừa này kia là coi như là thập cẩm, với là chim cha hột lựu nữa, tôi cũng thích ăn. Quá đó nè, chú đặt như quá. Đó. Rồi cái
khách có ăn chè á, có hỏi bữa nay chè vui quá không chú? Ờ đúng rồi, chè lắm bản chè có vui quá. Coi như giờ hiện tại là cũng về hưu rồi đó, giao cho cháu bán. Bây giờ cũng buồn, cũng ra này có bà con lấy rồi mình phục vụ này thấy cũng vui. Chế độ ngọt tối đa luôn cho nên là thường ví dụ như mấy bạn mà thích ăn ngọt nhiều á thì nói là chè không ngọt nhưng mà những cô chú mà đã không thích ăn ngọt rồi á thì ăn chè vô thì rất thích cái vị ở đây là nó vừa ăn nó không có hề mà gây gắt gỗ, độ ngọt nó chỉ là thanh thanh thôi. Món chè này á là tự mình cũng suy nghĩ ra online ở nhà là được 3 năm. Thường hồi đó bán online ở nhà là dâu sỉ nè, các tỉnh nè. Rồi xong mà sau này mới thấy là cái thị phần ở khách mà ăn ở đây nhiều rồi mà mình không đáp ứng được á, thành ra là cũng mon men cóp sức ra được cái quán nhỏ nhỏ ở đường Phùng Văn Cung á. Thì cũng kinh doanh được khoảng 1 năm hơn. Xong rồi sau này là thấy quán cái đó không đủ sức chứa cho nên là dành dụng số vốn vào cái quán ở ngay mặt tiền đường Hoàng Sa. Thì nói chung là cũng rất là gửi gắm cái tình cảm của mình, đầu tư hết công sức của mình để mà mình tạo nên cái thương hiệu chè không ngọt, chè Mix Đáp. Chè ở đây là có những tích binh là bánh lọt nè, hạt lựu củ năng nè, hạt đác, dừa nước, bánh lăng, thù riêng. Và đặc biệt là nước cốt dừa, thì nước cốt dừa ở đây là làm hoàn toàn 100% nước cốt dừa tươi. Bánh lọt thì nhà cũng ngâm gạo, lá dứa, rồi tự khuấy, tự bắt con lọt. Nói chung là bánh lọt ở đây thì cái mùi vị của nó rất là thơm, mùi đá dứa đặc trưng. Hạt lựu củ năng thì nó dai dai giòn giòn và được áo bột rất là kỹ. Dừa nước cũng là một cái mà quán được đưa vô chè, ăn với lại cốt dừa thì nó cũng tạo lên cái mùi thơm rất là thanh. Chủ đạo trong chè là có loại có hạt đác. Thì hạt đác ở đây là nó thuộc ở miền Trung, ở trong rừng á, nó là tự nhiên chứ nó không phải là trồng, thì thành ra là cái thành phần dinh dưỡng của trong cái hạt đác nó cũng rất là cao, chất kali, canxi. Nói chung là cái người nào mà ăn kiêng thì cũng ăn hạt đác được. Hạt đác ở đây là nó có màu đỏ là tại vì quán rim với lại hoa atiso á, thì ra nó có cái màu đỏ đẹp. Bánh lăng ở quán thì được sử dụng bằng trứng gà ta, thì hấp là cũng hấp canh lửa rất là kỹ cho nên cái bánh lăng ở đây nó có độ mềm mịn và không bị rỗ cho nên ăn vô là nó tan trong miệng thôi. Cái món này nói chung là cái đặc sản này nó hoàn toàn ở Việt Nam không à, nhưng mà nếu mà được bán ở bên nước nào đó thì cũng là cái niềm gọi là ao ước, nhưng mà nghĩ nó cũng hơi khó tại vì cái đó là đặc sản của Việt Nam không mà, thành ra là xuất đi thì cũng